là một vị Phật đã giáng thế. Nà, thì còn kê là gì? Kê là chỉ cho tất cả tín đồ, những người giác ngộ tu hành. Nếu mà chúng ta hôm nay đã được tu hành, tu theo giáo lý của Đức Thầy chỉ dạy, thì sau này sẽ thầy trò gặp nhau. Đó, cho nên Đức Thầy Ngài cho chúng ta biết trong cái bài là cho ông Thăm Tá Ngà đó quý vị, là kìa hỡi ai giữ phận cho tròn, sau huynh đệ có ngày hòa hiệp. Cho nên hôm nay mình sẽ tu đi, thì sau này huynh đệ thầy trò sẽ gặp mặt. Đó, thì hôm nay chúng ta được có một cái duyên lành gặp được cái giáo lý Đức Thầy đã tu tập. Thì hôm nay gặp được giáo lý Đức Thầy Ngài cũng cho chúng ta biết rằng đó là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Xưa nay rất là nhiều một cái thánh Đức Phật ra đời đó. À, Nam Mô A Di Đà Phật, đây là vị cư sĩ đi vào quý vị ơi, nóng lắm. Phụng mà con phụng gặp con gà là bắt đầu thánh tiền Nam chỗ mặt Mô hay đây. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, xin kính chào hết toàn thể quý vị. Thì vừa qua thì chú quý vị gặp là chú Út đã, đây là cốc chủ ở nơi đây, và nghe chú đã trình bày trong cái sự đã ở ngoài âm cốc như thế này, sự công phu tu tập và các nhà tạo những cái nơi phong cảnh rất là nhìn thấy, rất là một cái đẹp mà nhìn thấy rất là một cái muốn tu liền quý vị. Cho nên thấy cổ hoa cảnh bắc tham thiền, cho nên mình nhìn thấy cái phong cảnh là tự nhiên tâm hồn mình nó thấy nó lăng lăng làm sao đó. Cho nên vừa qua thì có vừa thắc mắc của Châu Phú để hỏi lên để hai câu ý hai câu giảng của Đức Được mà. Thầy là ngóng Phải ngóng phải ngóng chờ. chờ cho Phụng gặp kê. Cho nên là như thế nào phải ngóng chờ cho Phụng gặp kê, thì cái con Phụng là như thế nào quý vị? Cho nên con Phụng đó là để tượng trưng từ xưa đến nay, khi mà đã Phụng xuất hiện đó là có cả thánh nhân để ra đời đó. Cho nên Đức Thầy Ngài cho chúng ta biết đó là trên năm non rồng Phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Cho nên khi thời kỳ của Đức Khổng Tử, thì khi Đức Khổng Tử đó là gặp con Kỳ Lân đó, thì khi mà thời kỳ của Khương Tử Nha thì gặp được là con Phụng đó, thì con Phụng đang múa để chào Thánh Dương ra đời đó. Xin Ngài mạng phong trò chân chúa. Cho nên hôm nay là đó là con Phụng là tượng trưng cho các vị thánh nhân, là một vị Phật đã giáng thế đó. Thì còn kê là gì? Kê là chỉ cho tất cả tín đồ, những người giác ngộ tu hành. Nếu mà chúng ta hôm nay đã được tu hành, tu theo giáo lý của Đức Thầy chỉ dạy, thì sau này sẽ thầy trò gặp nhau đó. Cho nên Đức Thầy Ngài cho chúng ta biết trong cái bài là cho ông Thăm Tá Ngà đó quý vị, là kìa hỡi ai giữ phận cho tròn, sau huynh đệ có ngày hòa hiệp. Cho nên hôm nay mình sẽ tu đi, thì sau này huynh đệ thầy trò sẽ gặp mặt đó. Thì hôm nay chúng ta được có một cái duyên lành gặp được cái giáo lý Đức Thầy đã tu tập. Thì hôm nay gặp được giáo lý Đức Thầy Ngài cũng cho chúng ta biết rằng đó là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Xưa nay rất là nhiều một cái thánh Đức Phật ra đời, đó là đó một điều nhân duyên vô cùng. Mà hôm nay chúng ta ta gặp được Đức Thầy là một vị ông Phật Việt Nam, cho nên đó là Ngài đã chịu cái lệnh của Đức Phật Tổ, ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới triền khai đạo pháp đó. Ngài để xuống đây để chịu lệnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi lệnh của Đức Phật A Di Đà cùng dân lệnh Tây Phương Phật Tổ đó. Nên đó là để có sứ mạng để lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Nếu mà chúng ta hôm nay đó được có duyên lành gặp được giáo lý của Đức Thầy đó, thì chúng ta tu là nhân duyên vô cùng. Cho nên Ngài cho chúng ta biết là thả thiền từ bến giác năng miêu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Hôm nay chúng ta gặp được cái giáo pháp của Đức Thầy đó là có đó là nhân duyên đó. Cho nên Đức Thầy nói là vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều tiền kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh đó. Cho nên đó là chúng ta được có một cái duyên lành, đó là nhiều kiếp đã có duyên với Đức Thầy, nên bây giờ chúng ta được
gặp được giáo lý Đức Thầy là chúng ta tu theo giáo lý của Ngài, đó là một điều nhân duyên vô cùng. Ngài cho chúng ta biết là duyên lành gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Nếu mà chúng ta có cái nhân duyên này mà chúng ta đã trải qua rồi đó thì khó mà gặp lại. Đã thể trải qua phải biết bao nhiêu, nghĩa là thời thượng quân rồi mới trung quân, hạ quân, là thời kỳ hạ quân mà pháp này là Đức Thầy được cái sứ mạng của Ngài đó, để lập hội Long Hoa. Vậy thì chúng ta phải làm sao Long Hoa hội ăn cần lo lập gì, thì hay là hoặc là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, để sau này chúng ta gắng cố gắng để tu, để sau này gặp Phật, gặp tiên, gặp thầy đó. Đó là sau này thì chúng ta muốn được như vậy thì chúng ta phải gắng cố gắng lập công bồi đức, thì có cái bản vàng bản vàng kiểu là trong đó thì ghi mình đã có công tu tập cũng như trước đây đó. Cho nên Đức Thầy Ngài cho chúng ta biết trong bài Chi Kỷ là trống chưa thùng sĩ tử dẫn chờ trông, trông ngóng mau mau thấy mặt rồng. Như vậy thì trống chưa thùng tức nghĩa là sao quý vị? Tức nghĩa là chưa đánh. Nếu thùng thùng đó là để báo trước cho chúng ta để vào trường đó, mà giờ trống chưa thùng, bây giờ sĩ tử là chỉ cho chúng ta đó. Nếu mà chúng ta đây gắng cố gắng phải làm bài đó, bài vở phải đáp án trong phải nắm bắt. Nếu mà chúng ta nắm bắt không rõ, làm bài không xong thì chúng ta sẽ bị gớt quý vị. Thì chúng ta muốn được đậu thì chúng ta phải bài vở thầy giáo giải ra, thì chúng ta phải nắm bắt bài vở cho rõ. Cũng như Bình Thiện Nghĩa đây là thầy giáo quý vị. Yeah, bây giờ đó, và những mà học sinh đó mà không nắm được bài vở thì làm như vậy thì mình có chấm cho đậu không? Không dám chấm đậu. Vì vậy muốn chấm đậu đó thì phải người đó làm bài đó, phải từ 5 năm đó lên 50%, nó tùy theo cái người đó làm bài đúng. Hôm nay chúng ta cũng vậy, thì muốn được làm bài, chúng ta được thao này đậu thì chúng ta cần phải làm sao đó, cần phải tu theo giáo lý của Ngài. Ngài là một vị Phật, khi Đức Thầy đã xa quấn thì kha vắng lời đó, thì để lại một cho chúng ta một kho tàng pháp bảo, một kho tàng pháp bảo đó là rất là quý giá đó. Như vậy thì chúng ta muốn được cái quý giá đó thì chúng ta cần phải biết gìn giữ đó, phải biết gìn giữ, rồi chúng ta phải như thế nào, chứ không thôi là không gìn giữ, phá gia sản của ông cha thì ông cha không thể nào mà ban bố được, phải không? Biết được gìn giữ gia sản của ông cha thì ông cha sẽ ban bố cho người đó, sẽ ban cho người đó những ngôi vị. Thì cái sự tu chúng ta cũng vậy, chúng ta phải giữ theo đúng giáo lý của Đức Thầy thì Đức Thầy sẽ ban cho ta xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, dây cuộc hòa bình cho dạng bắc chư an. Nào quý vị, thì đến đây cũng thiện bài vừa qua thì cũng giao lưu qua hai câu giảng của để trong khuôn để gọi lên để gặp gỡ toàn thể cô bác mình. Xin thiện bài cũng tạm ngưng, có đóng góp gì thêm trong cái hai câu này được đầy đủ hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah, Nam mô A Di Đà Phật. À, kế tiếp nữa anh Thiện Nghĩa sẽ có một cái bình luận. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, thì vừa rồi đồng đạo hòa giải thích rất là hay, rất là cảm động quý vị ơi. Bây giờ quý vị thấy như Thiện Nghĩa xin góp ý một tí xíu rồi thôi. Dạ. Nghĩa là ở đây là cái câu mà phải ngóng chờ cho phụng gặp kê, ấy thời đại thánh tiên trổ mặt. Nghĩa là bây giờ quý vị biết Đức Thầy xa vắng thời gian cũng lâu rồi, thì hôm nay thì một cái đàn gà đang bị giống như một đàn con bị lạc cha đó, đang bơ vơ không biết cái phương hướng Đức Thầy mình đang ở đâu. Nhưng mà Đức Thầy cũng nói rất rõ là tuy là hữu ảnh vô hình, chế dân lòng tưởng sân trình đáo lai, Đức Thầy vẫn bên cạnh chúng ta đó quý vị. Nhưng mà Đức Thầy vẫn nói rất rõ là phải ngóng chờ cho phụng gặp kê, ấy thời đại thánh tiên trộn mặt, là Đức Thầy muốn nhấn mạnh và Đức Thầy muốn khuyến tấn chúng ta phải kiên nhẫn, phải chờ đợi. Mà trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó thì mấy con gà này cũng phải thương yêu nhau và đùm bọc lẫn nhau, rồi tiếp tục phải làm điều gì đó lợi ích cho chúng sanh. Thì đàn gà này tượng trưng cho tín đồ Phật giáo hảo mình đó quý vị. Ông cha thì tượng trưng cho con phụng. Con phụng này đó, nói chung như đồng đạo hòa nói đó, mỗi khi mà phụng xuất hiện á thì có điềm lành. Cái điềm mà thánh dương xuất hiện, các cái thánh chúa xuất hiện thì từ xưa đến nay là vậy. Thì
cái câu mà như thế này thì Đức Thầy muốn khuyên chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi, và trong cái khoảng thời gian đó phải cố gắng tinh tấn trao dồi giới đức hành theo cái hạnh Phật dạy, thầy dạy, tất cả những cái điều gì mà Đức Thầy dạy trong sấm giảng chúng ta phải tìm hiểu và hành theo, tu phước rồi tu huệ, rồi mình phải làm lợi lạc cho chúng sanh rất là nhiều. Nhưng mà ý Đức Thầy muốn nói là phải ngóng chờ cho phụng gặp kê đi, rồi tới chừng đó chúng ta sẽ thỏa dạ, thì chúng ta sẽ được là các bậc thánh nơi xuất hiện quý vị. Ấy thời đại thánh tiên trổ mặt, Đức Thầy sẽ trở lại quý vị ơi, phụng hoàng sẽ bay trở lại, thì thầy trò sẽ trùng phùng gặp nhau, lúc đó sẽ được thưởng nè, được phạt nè, rõ ràng nha. Ai tu nhiều thì được thưởng nhiều, ai tu ít thì được ít, mà ai không tu thì coi chừng á bị thầy quở, hoặc là bị theo bị coi như là lực nhân quả ha, chi phối, rồi mình bị sa vào địa ngục tùy theo cái công hạnh của mỗi người. Nhưng mà Thiện Nghĩa nói với quý vị câu thế này: khi mà phụng trở lại đó thì con gà đang đón, quý vị thấy không, đang đón, và các vị thánh tiên trổ mặt, còn các vị thánh đi theo Đức Thầy nữa rất là đông. Rất là ví dụ Phật ra đời mà Bồ Tát xuất hiện thì rất nhiều các bậc thánh, các cõi nữa cũng trở về cõi Ta Bà này để mà làm lợi lạc cho chúng sanh. Lúc đó cái nhiệm vụ và trách nhiệm của Đức Thầy cũng còn lập hội Long Hoa, trên thì kêu gọi các linh hồn, những người mà có duyên với Đức Thầy mà đã ra đi rồi, Đức Thầy cũng trên đài cao gọi các linh hồn, gọi về hết, Đức Thầy không bỏ một người nào hết, kể cả người đã ra đi rồi. Linh hồn đó Đức Thầy cũng kêu về hết trong cái ngày đại hội này. Và hy vọng rằng tất cả đồng đạo chúng ta cũng nghe theo lời Thầy dạy, để một ngày nào gần đây Đức Thầy sẽ trở về, thì chắc là cõi Ta Bà này sẽ biến thành cực lạc của dây, và có các bậc thánh nhân đều xuất hiện đi theo Đức Thầy, nghe quý vị. Rất là tuyệt vời. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá tuyệt vời. Thì qua cái đoạn video này, em cũng xin chân thành cảm ơn sư huynh Thiện Nghĩa và anh Thiện Hòa đã chia sẻ cho em hai cái câu là phải ngóng chờ cho phụng gặp kê, ấy thời đại thánh tiên trổ mà. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chúc cho hai anh và chú Út và nghệ sĩ Bồ Tát lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, vạn sự an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa vị, video Châu Phú đã dài mà bên trong nhà cũng rất còn nhiều cái bức tranh đẹp. Châu Phú mời quý vị và các bạn vào bên trong để tham quan. Xong một vòng rồi là bắt đầu kết thúc video vì cũng đã dài quý vị. Còn rất nhiều cảnh đẹp, hẹn quý vị vào video sau nữa nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ, A Di Đà Phật. Đây quý vị. Ao sen báo Tây Phương đua nở nè quý vị. Chờ chúng sanh niệm Phật làm lành. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là hình chính giữa, đây là hình chú Sáu tu biết trước ngày giờ giảng sanh đó quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bình thường ai cũng tốt, đụng cảnh hiểu lòng nhau. Phải ráng tu để mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Đây vị ơi, đây còn ở đây là cái cảnh là liên hoa tiên đua nở nụ cười, và rước tôi lương đóng chào người chân tu. Hay quá sư huynh ơi. Dạ, A Di Đà Phật. Mình phải trở lại đây nữa ha. Nhiều quá, nhiều rồi nè. Quá chừng nhiều luôn. Nè 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 nè, bên đây nữa nè sư huynh ơi, bên đây nữa hấp dẫn nữa nè. Có thấy giống cảnh cực lạc quá. Thấy có ông Năm Chẹo nữa nè anh. Nè 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 nè, có chú Ngọc Lan vô. Có chú Ngọc Lan vô. Chị Lan. Thôi tôi theo ông Tư à. Chị Lan ơi, chị theo ông nào. Nè đó, thấy có người phụ nữ nè. À, nè chị theo ông nào đây? Hỏi nghệ sĩ nè, thấy tóc dài dài giống như ngắn giống như chị Lan quá vậy. Chị theo ông nào? Chị Lan ngồi trên đây này, cưng trên đây. Đầu ngồi đó hả? Cũng mong nguyện ông Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Vậy hả? Giờ chị nguyện đó hả? Chị Lan nè. Vậy đó hả? Thấy không? Thấy chưa? Huynh nhìn thấy không? Chị Út nè. Vậy đó hả? Thì nghĩa nè. Châu Phú nè.
Tâm nè, ê chú nè. Mày tập tâm cho đây nè. Tôi cũng không ngờ mai chú. Được rồi, trong thiền là vui rồi. À, A Di Đà Phật. Văn thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Tiếp anh nghe. Gió đưa lướt sóng bườm loan, lướt người tu niệm xê sang phỉ tình. Tuyệt vời. Vô đây nè, câu này rất là hay cho Vũ ơi. Câu này câu gì ạ? Tổ ít ai dám sánh, người dốt mà nói pháp quá rộng. Rồi bên đây, dình giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì chí. Hay quá, huynh nghĩa. Hay quá, wow. Bên đây câu này cũng hay quá nè. Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Ôi hay quá mình nghĩa ơi, gì đó Phật. À, anh nghĩa đi vào trong đây và nhờ quá. Thấy những cái câu sấm giảng và những cái bức tranh thấy sao anh nghĩa? Thấy sao? Giờ muốn ở luôn đây, em biết ông chủ cấp cho ở không chứ. Ừ, nếu mà cho thì cũng dám ở lắm đó. A Di Đà Phật. Đi bỏ cho Phú Ngọc Tâm với Ngọc Lan sao đây nè. Buồn lắm nè. Đăng ký ở đây nè. Chị đó ha. Yeah. Chị cho Phú với Ngọc Tâm với Ngọc Lan ra thăm xuân hoài chứ sao? Yeah. 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 Thì nghĩa ở đây là Út mừng vô cùng bởi vì chắc kéo bà hòa về nữa mới được. Dạ A Di Đà Phật. Thì vâng, kính thưa quý vị, video của anh em trong Phú cũng đã dài mà còn phải đi về xa, chuẩn bị ngày mai đưa chị đệ đi ra núi Mẹ Tây Ninh nữa vị. Ra ngoài coi có gặp cái điều gì nhiệm màu không, gì cái bầu gần là 8 năm quý vị mà chưa sanh nở. Qua đây Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, vạn sự an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chào mấy chú chị.